U61 được chị Quỳnh Mai lì xì đi chợ mua đồ. Anh ơi, cái lóc của anh bán sao vậy anh? Mua hết sập thịt heo luôn, mua một chục hộp gà để dành chờ chồng về tắm bổ, nước tương, nước bông. Mà không về là tôi có chồng khác đó nghe, thủ sẵn chầu cao hết rồi đó nghe. Ngon đó, đâu gạo nào ngon đâu. Nè, mấy ký vậy? Cái đó 1 ký 22 ngàn. Bớt không? 22 ngàn. 15 ngàn được rồi. Cái đẹp thôi, cái đẹp. 16 ngàn đi. Ủa, cái gì mà trả giá dữ hả? Ủa mua phải trả giá chứ sao? Đẹp không con? Cái đẹp, cái đẹp, cái đẹp. U61 quá đẹp luôn. U61 quá đẹp. 22 ngàn hả? Ờ, chỉ lấy 5 ký đi, không bớt đây, rồi. Bán 5 ký gạo. Rồi. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Giá cũng như không. Có mua gì nữa không? Có mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Đi hả? Rồi bây giờ gửi, bây giờ mình gửi đây đi rồi mình đi mua đồ luôn, hồi lại lấy tiền nha. Đi qua tập quán mua. Rồi coi đây còn gì không, mua ủng hộ cô đi. Cho ăn coi gì về Nam. Ký đường cho vô ăn. Có khô đó nè. Ăn khô hả? Này U61 thì đại náo trời. Cho vô ăn hả cô? Đụng ăn ký hả? Đường này 22 ngàn cô. 18 ngàn được rồi bà ơi. À trời ơi, sao cô trả giá gì vậy? 22 ngàn hả? Bịch ngọt đó không? Rồi bịch ngọt nữa. Cho vô ăn. Cho ăn lít đi. Trả giá cũng như không trả trời. Trả giá gì mà cô mà còn trả giá nữa không ấy. Bây giờ ca một bài là bỏ bớt đó. Bây giờ ca bạn đi. Ca bạn bớt cái gì? Chiều nay không có anh, ai xóa đưa em về. Đó, ca bạn luôn. Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó không nói một lời. Có lẽ anh giận em, có lẽ anh giận em. Anh chắc không dám giận đâu. Có bao gì nữa không? Dạ, cầm con mũi đi ra. Bao nhiêu rồi? Tung tăng. À, nhiêu tiền hả chị? 85 ngàn. Rồi chút xíu đi trả tiền cho. À. Giờ đi ra mua. Ai đi quay làm xuất sạc cái da đó. Ừ. Đặt xuống mấy cái. Sao cái đẹp mà đi che mà. Giờ làm. Cái mua khô mà giờ không thèm khô mà thèm đặt sủng nè. Đấy đòi cái đặt sủng. Ơi. Chị Hoa ơi. Thèm thèm lạp xưởng quá, ngoài lạp xưởng ở đâu? Thèm lạp xưởng bán ở đây hay là lạp xưởng ở đâu? Ờ cái lạp xưởng. Đi vô đường nghe, đi vô hỏi lạp xưởng mấy ký. Trời ơi trời. Rồi con khô nè giống chị Hoa không? Lỡ có cái lóc phải không? Không. Lỡ có cái lóc mồi trời không? Có lóc mồi trời. Cái lóc mồi trời mới chịu nha. Có con khô nào cái lóc mồi trời không? Đó thấy con khô chà bá đó nghe. Đừng có lấy cái đầu chà vào mới chịu nha. Hồi nãy mới ăn mắc nghẹn rồi đó. Nãy ăn cái đầu cái lóc mất hẹn ở da không được chứ nó hoài vô. Rồi để đi hồi trả tiền luôn. Rồi hẹn để đó đi. Rồi hỏi ông chủ ăn cái lóc này có ở giống nãy không? Có bảo hành không? Không cái lóc này không có đầu. Lóc không có ở chua. Đây không có đầu đúng rồi chua. Mua chùa cao làm gì chưa ba? Hả? Mua chùa cao dạ? Làm gì vậy? Mua đang bập. Mất mất rồi bập. Ờ không còn cái răng nó bập được không? Nhưng mà phải bập cao á. Ừ. Ơi, chậu cao đâu mình quá. Bà chủ đâu rồi, chậu cao đâu rồi. Giá sao hả? Mua chậu với tao 50 ngàn hả? Bớt không? Thì mua 50 ngàn, ừ. Hai thứ. Bập cao. Nó đang thăm quá rồi. Bập vô thăm nữa không nghe. Nè, này đây với đùm cao đó đó. Mày ơi, lúc thôi. Nè, với cái này nè. Rồi. Rồi, đây lấy tiền, rồi. Cứ bập đâu? Phán từ từ. Ăn chầu cao mà sao phải chảy dữ trời. Rồi. Cái gì tập quá nè. Đồ này là đủ. Trong đây bán đồ nhiều quá. Rồi. Này chị qua đi chợ nha. Quá khứ cái bộ đồ rồi. Bữa nay là tới bến luôn. Qua tới bến luôn. Tới bến luôn. Đồ đi như người mẫu rồi. Chắc. Ừ. Nó chợ gì rộng đây nè, đây là chợ quá. Dễ ha. Trên tường rồi. Bây giờ mua nước tương nước mắm gì cho? Nước tương mắm chưa có. À. Cho nước tương cho
người đẹp đi mua đồ, người đẹp đi mua đồ. Bánh cay chạy cái này tắm nè. Từ nó đủ ăn không? Đủ không? Cay đủ. Cay đó có nhỏ không? Ổi đó nó phải đồ bự đó. Phải bự bự không đó? Ở đây không có bự. Ơi. Mua cho được mắm coi, mắm lo 5 ngàn đâu. Mắm mà mày chấm mà kho. Mắm ăn á, chấm ăn. Rồi, 35 ngàn. Đầy đủ hết trơn rồi đó. Con kẹo không kìa? Hả? Kẹo không? Kẹo mắm hả? Thôi đi, không có mập kẹo đâu. Có bắp nấu không? Kêu bắp nấu, kêu bắp nấu rồi. Ở đây là có bắp nấu đâu. Mua gì tiếp gì quá? Em mua cái lóc mới trời. Cái lóc luôn hả? Ờ, chẳng cái lóc không hả? Những này là mua cái lóc luôn nha. Không. Không có cái lóc mới trời. Sáng ăn cái đầu rồi. Giờ quất thêm cái nguyên con luôn đây. Ủa, đẹp chứ trời. À, người mẫu mà. Mẫu chứ trời, người mẫu kìa, đó ra đi quay chụp tiếp kìa. Trời ơi, bà con người ta quá trời. Ai cũng nhận ra chân ta. Nhận ra chị qua chứ nè. Kiếm cái lóc nào bự bự đây. Có cái lóc màu chạy không anh? Có cái lóc màu chạy không? Có không? Có rồi. Cái lóc anh bán nhiều không? Hỏi cái lóc của anh kìa. Con còn bận rồi. Cho nó có gì nhiêu ạ? Bán chi? 55 ngàn đi. Mấy? 55 ngàn. Nó 30 được rồi. Lựa cái con nào cái đầu chạy vợ nha. Không cho giờ mới chịu nữa. Có cái đầu nào thường lừa không nha. Ở cái đầu nó mất đi. Màu không? Anh này thấy tiếp ba. Phải giúp chị em phải đẹp lên chứ nha. Ừ. Chọn áo được. Chọn cái lóc anh bán nguyên trí. 53 ngàn nha. Nhiều. Cái lóc anh bán nhiều. 53 ngàn. Đâu rẻ vậy? Cái lóc em hả? Ừ. Lúc em tới 2 tỷ rồi đó. Rồi để cho ông ăn đi, đi vòng vòng chơi. Rồi. Đi tham quan có mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Cái lóc nữa rồi. Trời ơi, con cá lóc bông kìa. Quá dễ thương. Có mua gì nữa không? Thích mua gì mua. Đã mua gà chi chi nè. Cái gì? Đi đâu ai khác bên kiều, ai khác bên kiều. Dạ mấy ký rồi trời. Trời đi chợ. Ở nay đi chợ không nữa. Trời cái mấy mày quay. À cái mấy mày quá trời. Rớt cái đầu xuống dầm. Hết chưa chừng bán rồi. Hết trăm mấy rồi. Má ơi YouTube cho được như hết trăm mấy chừng bán mẹ đó. Ăn cái lóc không à? Ăn cái lóc bò chạy không à? Rất là no dữ rồi nha. Cái gì à? Bật cá biển yêu sủi tươi ngon. Này bán đồ nhiều quá ha. Quá trời luôn. Chợ lớn mà. Chợ không ngờ. Đậu phộng nấu, đậu phộng ra. Đậu phộng nấu, đậu phộng ra. Anh ơi, cái lóc anh không vừa anh ơi. Tới rồi anh ơi. Đâu lại gờ con cái lóc nó em không? Ừ. Cái lóc này đúng không? Anh chạy không chạy. Anh nhớ là cái lũng bọc rồi trời má không? Má. Cái lóc là lũng bọc luôn hả? Ừ. Cái lóc này của ông này ông bán mạnh như trời. Cái lóc này không ngon bằng cái lóc của ông. À, cái lóc ngon ha, bự bự luôn ha. Bỏ chị nhiều đó, không? Chị hỏi ăn. Cái lóc mày ngon nè. Rồi, đủ chưa? Rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Có mua gì nữa không? Mua bỏ gà ra. Bỏ gà ra chị hỏi. Mua gì không? Mua luôn nha. Dạ. Thôi, được rồi. Rồi.
luộc sầu riêng gì không? Thịt heo bán sao vậy chị? Thịt heo bán sao vậy? Heo bán 180 cân ơi. 120 đi. À mua mấy ký cân? À mua 2 ký. Giờ bán em miếng thịt bay lại đi. Rồi nhiêu nhiêu. Nó mới hàng trưa với bà. Từ lâu quá coi. Ai mà nhìn bà nó không đẹp chứ coi. Nói cho ông nè, chị em mà. Chị em. Đi đâu mà lâu quá con? À đi tiện mới về, đi lô tô. Đi hả? Có bà có ông chồng đẹp lắm á, đẹp trai lắm á. À, rồi ha. Rồi ơi, coi kìa. Bắt thứ rồi mạnh lên đây. Đó nè, họ gấp, gấp xuống hết luôn nè. Không sao đâu, có xiếc phù lon mà. Xiếc phù lon ha, ông dịch ăn, ông dịch không? Thôi, để đi. Cái gì? Dạy trứng ông dịch gì đi. Chồng đi. Cho bói luôn. Không kêu dài trứng nó đội chục không trứng như nhỏ quá giống trứng bự trung hết bự đi cái này bự này không được cái trứng nào bự bự đi ô mua mở hàng đi cái trứng bự trứng nhỏ nó hồng ha ừ thịt có 20 ngàn nè cái này có 20 à mà em thấy trứng bự bự mới được cái này bự này cái này là bự lắm rồi còn bự nào nữa xíu rồi má ồ lấy chục này đi ừ nhiêu vậy cho tiền co cái này nó nhỏ vậy ba cái này nè trứng này bự nè ừ trứng này 24 ngàn bự 24 ngàn đấy đi đâu có người vệ sĩ mà nó êm rồi đấy có vệ sĩ đấy ăn lần ăn chục vậy đó hả ờ mua chục cái dành ăn vậy đó ờ bữa nào mua đi làm không được cái nhà ăn không dịch mua ngủ giờ đi về phải đi đâu có vệ sĩ không có găng mà chắc nút trọng không quá đi đâu nào đi đổi hướng khác đi hướng khác ha đi chợ này ai cũng biết cái chân ta ai cũng biết chị qua chứ dễ thương trời chứ của em mà thấy có chị mà đi chơi giờ mua đủ rồi đi thôi đi về nha rồi mua đủ thì đi rồi đi nào chẳng nhớ được chẳng không nè nhiều đường lắm đi mập qua đây mập lại đó lấy gà không mua 5 ký ăn đủ không chị qua được rồi được rồi hả mua nữa. Thì người ta đem vô rồi. Chờ ông về thêm mua thêm cái gì? Ông về mua thêm bao 50 ký. Ừ. Ông về mua cá rô cho ông á chứ. Đó vậy. Ồ đây bán đồ quá trời. Đấy giờ sao đây mình... là chợ Hồng Ngự cho mọi người. Chợ thành phố Hồng Ngự. Phố Hồng Ngự. Giờ sao mình... À, thì kính thưa mọi người thì đây là cái phần quà của chị Quỳnh Mai cho hỗ trợ cho 500 để mà cho chị để qua để mà đi mua đồ ở chợ này mọi người cái này ăn có từng lễ không chắc cũng có... ăn dính dính thì từng lễ được vậy ha có ổng mới ăn nhiều ha có ổng mới ăn nhiều mau hao rồi sao mà phái cá lóc vậy mua cá lóc mà vừa khô cá lóc nữa tại nãy giờ thích ăn cá lóc môi trời vậy đó hả không có răng rồi sao ăn nổi vậy không có răng cũng bập này chắc nuốt trọng không quá mấp mấp và bập nuốt luôn nuốt làm sao bắp. Vậy đó ha 5 ký gạo này ăn được từng không rồi chị qua ăn dính dính thì 5 ngày à 5 ngày hả 5 ký gạo ăn 5 ngày ha thì của chị Quỳnh Mai cho mình để mà mình mua đồ á chị cảm ơn chị Quỳnh Mai rồi cũng như là trước hết là chị xin cảm ơn Quỳnh Mai ủng hộ cho chị một số tiền mua đồ ăn 500 thì chị cũng cầu chúc cho Quỳnh Mai trẻ mãi không già tốt đẹp chị cũng cảm ơn Quỳnh Mai nha rồi rồi đi dài ha ba Quỳnh Mai nha rồi về chổng rồi mình có diện bộ đồ khác nữa không hay là như vậy chổng phải thay đồ mới được vậy đó ha rồi rồi chuyện này không thấy mua đồ nhiều chứ không về đó chị qua ơi về thì về chuyện này về cho thòng dữ rồi nha thôi đi rồi chào bà con.